Dạ, Đông Cương Huy Hòa xin kính chào toàn thể các anh em quý vị các bác nhé. Địa chỉ cửa hàng tại thôn 8 xã Đắk Bút So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, số điện thoại 0354392929. Và cửa hàng đó, số điện thoại đó thì cửa hàng chúng em có sử dụng Zalo luôn, và cửa hàng chúng em có ship code toàn quốc nhé. Hôm nay thì chúng em lên cho các bác xem một máy cưa Estin 018C. Hệ này là hệ có xả áp các bác nhé. Cho các bác nào mà đang có nhu cầu muốn sử dụng một chiếc máy cưa hàng hàng VIP đó, nói chung là hệ VIP mà sử dụng gia đình, một con máy cưa Estin. Hãng thì có lẽ là hãng này thì không còn xa lạ gì nữa rồi đúng không ạ? Con này thì công suất của nó là nòng nó là 38 ly các bác nhá. Phù hợp cho các bác nào mà sử dụng gia đình mà muốn nói chung là một cái máy mà ngon ngon chất lượng một tí xíu đấy ạ. Thì các bác tham khảo giúp em là con này xem là có hợp lý không các bác nhá. Đó, nói chung là về tổng thể con này thì đây, tất cả tem mác của nó này, từ tem hướng dẫn sử dụng đến phần tất cả tem đây, thông số kỹ thuật con này thì sản xuất năm 1999 các bác nhá. Estin 018. Đó, còn bài bản của nó luôn các bác nhá. Đây là mã vạch của nó nhưng mà đã bị mờ một số chữ rồi. Đây là số mã vạch của cây máy này các bác nhá. Đó, còn bô biết thì đẹp này, tình trạng quá là ok rồi nhá, nguyên zin nguyên bản. Đấy, quay tổng thể cho các bác xem qua một chiếc máy cưa Estin 018 hàng sưu tầm, nói chung là cũng cực kỳ đẹp đấy ạ, đẹp đến 80-90% nữa, cực kỳ xuất sắc luôn. Về tổng thể linh kiện thì con này được tích hợp cho các bác là một bộ giật, bộ ốp lam của nó bằng tăng chỉnh xích nhanh cũng như là vặn xích nhanh như ở đây các bác nhá. Đó, và tích hợp cho các bác luôn là cái xả áp này. Xả áp này nó công dụng như một chiếc chụp giật trợ lực thôi. Khi các bác muốn giật nhẹ nhàng thì hãy bật nút xả áp này lên thì giật rất là nhẹ các bác nhá. Đó, một chiếc Estin 018 nòng 38 ly. Thắng xích thì còn sử dụng đầy đủ nguyên, nguyên zin nguyên bản từ A tới Z. Lam của nó là lam bánh xe, nguyên zin thì của nó là lam bánh xe các bác nhé. Lam này là lam 4 tấc mặt cắt được 35 phân cho các bác nào muốn sử dụng gia đình. Đó, xích là xài xích 91. Còn máy móc thì quá là ok rồi, con này thì không chê điểm gì rồi các bác nhé. Nguyên zin nguyên bản, hàng chưa bung chạm thì máy móc luôn. Các bác nào ưng ý thì liên hệ ngay qua cho em để đặt hàng. Số điện thoại thì cửa hàng chúng em để trên màn hình rồi các bác nhé. Đây, linh kiện của bên trong của cây máy này đây các bác ạ. Điện zin này, nòng zin này, bô zin này, buji zin nhá, lửa zin này. Đó, bình xăng con zin, nói chung là tất cả linh kiện thì bao zin cho các bác luôn. Nên là các bác nào có nhu cầu đang cần những dòng máy hệ nhỏ nhẹ, xài sử dụng chuyên nghiệp mà để cắt, nói chung là dọn vườn đồ linh tinh thôi, thì một con này là cực kỳ hợp lý các bác nhá, và giá thì cực kỳ phải chăng thôi. Đó. Máy móc thì cửa hàng chúng em đã căn chỉnh và dọn nổ tất cả ngon lành hết rồi các bác nhá. Nên là các bác không cần phải lan tan gì cả. Về chỉ việc giật cái là nổ thôi. Rồi thì cửa hàng chúng em sẽ test nổ con này cho các bác nghe qua tiếng máy luôn. Thì các bác nào mà cảm thấy được, mà thấy ưng ý mà vừa với trong nhu cầu sử dụng của gia đình mình thì hãy liên hệ ngoài qua cho em nhé. Chỉnh dọn nổ tất cả ngon lành rồi. Và hiện tại con này cửa hàng chúng em bán với giá là 3.200.000. Các bác nào ưng ý con này thì hãy nhấc máy ngay và liên hệ qua cho em và đặt hàng các bác nhé. Và cửa hàng chúng em là hoàn toàn miễn phí ship và tặng kèm đồ nghề cho các bác nhé. Đó, hoàn toàn miễn phí ship, hàng tới các bác chỉ cần thanh toán là 3.200.000. Và miễn phí ship cho các bác là tặng kèm cho các bác là gồm một tip màu buji, một chiếc rúa và một tub vít chỉnh. Đó, đấy là bộ phụ kiện được gồm theo máy của nó các bác nhé. Còn hoàn toàn miễn phí ship rồi. Nên là các bác nào ưng ý thì hãy liên hệ ngay qua trường để đặt hàng. Rồi cửa hàng chúng em xin chào các bác, hẹn các bác video sau.